chào tất cả các bác. Hiện tại đây thì em đang ở cùng với chiếc WebVision N93X. Và bây giờ em sẽ trải nghiệm thực tế cùng các bác về chức năng định vị GPS bản đồ Navitel. Vâng, và bây giờ em sẽ chọn một địa điểm đến và em sẽ đi đến cái địa điểm đấy. Đã có tín hiệu vệ tinh. Bây giờ em sẽ chọn địa chỉ là đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh. 50 km/h. Em sẽ vào tìm kiếm địa điểm. Ấn vào kết quả. Em sẽ tìm đài truyền hình. Đây. Đài truyền hình. Và nó sẽ ra tất cả những cái liên quan đến đài truyền hình đây. Đài truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Em sẽ chọn. Và đây, đây chính là điểm đến đích đến của chúng ta. Và em sẽ bấm vào đi. Đây là lộ trình của em. Và em có sẽ có 3 cái lộ trình này. 2,4 cây, 2,7 và 3,9 km. Và em sẽ chọn lộ trình ngắn nhất là 2,4. Và em sẽ bấm đi. Và đây là cái lộ trình của em. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đi đến lộ trình. Các bác có thể thấy, các bác có thể thấy bên này là gồm có chỉ dẫn đường. Đó. Em đang trên đường đi. Các bác lưu ý là khi mà các bác đi chạy từ 100 cho đến 200m thì bản đồ nó sẽ tự động tạo cho các bác một lộ trình mới. Ok, và bây giờ thì em đang ở đường Đặng Tiến Đông nhá. Và em đang đi về phía Tây Sơn ạ. Ở trên bản đồ nó cũng có hiển thị rõ ràng ạ. Các bạn có thể thấy theo cái chiều mũi tên đấy ạ. Cách 100m rẽ phải, sau đó tiếp tục đi bên phải. Các bác có thể thấy là ngoài cái chỉ mét ở đây, các bác có thể thấy là ở dưới là số km mà xe của các bác đang chạy. Đây là thời gian mà dự tính điểm đến của hành trình. Dòng ở dưới sẽ là khoảng cách từ điểm vị trí của em cho đến đích là 2,9 cây. Các bác có thể thấy đây. Tiếp tục đi bên phải. Cam sẽ báo các bác là sẽ như nào. Bây giờ em đang trên từ Tây Sơn rẽ phải sang Thái Hà. Ở bên góc phải chúng ta có thể thấy đấy chính là cái vận tốc, tốc độ giới hạn trên cái cung đường này là 60 km/h. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Và tất cả những cái thông báo này nó hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và chúng ta có thể dễ dàng không cần nhìn vào đó. Chúng ta tập trung lái xe, chỉ cần nghe các cái cảnh báo bằng giọng nói là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái chức năng camera hành trình xem nào. Đây là camera phía trước. Các bác có thể thấy là hình ảnh rất là chân thực và sắc nét ạ. Tiếp theo chúng ta có thể test cái camera ở phía sau. Cái camera này nó đang bị hơi xúc đầu xuống mặt đường. Ok. Và bây giờ thì chúng ta test thử cái chức năng nghe nhạc xem sao. Chúng ta sẽ chọn một cái bài hát.
là một đoạn quảng cáo của chúng ta có thể lựa chọn được tất cả những cái bài hát mà chúng ta yêu thích ở trên kho ứng dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái phần bản đồ lên. Ok. Để xem là điểm bắn tốc độ 60 km/h. Vẫn là tiếp tục đi thẳng thêm 800 m đúng không ạ? Ta sẽ đi thẳng thêm 800 m nữa và nó sẽ có một lỗi rẽ. Và cái khoảng cách mà chúng ta xếp đấy đến đích là còn 1,6 km nữa thôi ạ. Và tốc độ giới hạn trên cái cung đường này thì vẫn là 60 km/h. Chuẩn bị cách 750 m rẽ phải. Đó. Và điểm bắn tốc độ 50 km/h. Đều có thông báo bắn tốc độ 60 km/h. Ở cái đường này thì nó liên tục có sự thay đổi về tốc độ, bởi vì nó có cái vạch ngăn cách, giải phân cách cứng và mềm thay đổi liên tục ở trên cái đường. Đường này là đường Huỳnh Thúc Kháng. Chúng ta đang đi từ đường Huỳnh Thúc Kháng ra đường Nguyễn Chí Thanh. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Khi mà chúng ta kết nối cái chức năng FM transmitter thì toàn bộ cái âm thanh ở trên thiết bị này nó sẽ được truyền ra loa của xe. Năm trăm mét nữa là chúng ta rẽ phải. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thử rẽ phải đi, chúng ta sẽ đi thẳng xem thì xem nó sẽ có những cái thông báo gì tiếp theo. West Vision N93X được thiết kế ở dưới dạng đặt ở trên mặt táp lô, thế nên là nó rất là dễ nhìn. Chúng ta ngồi ở ghế lái nó vừa với tầm nhìn của mắt của chúng ta. Và khi mà chúng ta không muốn nhìn ở trên màn hình thì chúng ta có thể tắt cái màn hình đi bằng cách là ấn một cái nút ở nút on off ở trên màn hình này. Đó, chúng ta ấn một lần thì toàn bộ cái màn hình này nó sẽ được tắt và chúng ta sẽ không phải tập trung ánh mắt vào nó nữa. Đồng thời thì ở bên góc phải nó sẽ có một cái đồng hồ điện tử và đang hiển thị là 14:08.
điểm bắn tốc độ 60 km/h. Khi mà chúng ta tắt ở cái chế độ màn hình này thì các cái thông báo bằng giọng nói tiếng Việt vẫn hoạt động bình thường, camera vẫn ghi hình bình thường và thể nhớ. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Ok, và bây giờ chúng ta bấm thêm một lần nữa. Khi mà chúng ta bấm thêm một lần như này thì toàn bộ màn hình nó không còn cái đồng hồ hiển thị nữa, mà màn hình đã tắt hoàn toàn. Nhưng các cái chức năng vẫn hoạt động bình thường. Nếu mà bây giờ chúng ta muốn bật lại thì chúng ta bấm thêm một lần nữa. Đó, thì điểm bắn tốc độ 50 km/h sẽ hiển thị các cái thông báo lên cho chúng ta. Và 200m nữa thì chúng ta sẽ rẽ phải. Các bạn có thể dễ dàng gấp lại cái thiết bị này. Đó, khi mà gấp lại như thế này thì nó chỉ còn cái camera thôi. Và nếu mà những cái bác nào cảm thấy hơi vướng tầm nhìn thì các bạn có các bác có thể 90m rẽ phải. Cách 90m rẽ phải. Thì bắt đầu từ đây chúng ta có thể sinh nhan để vào làn phải. Đó. Còn khi mà chúng ta có thể bẻ ngoặt lại một góc 90 độ thì nó sẽ hiển thị như này cho chúng ta. Cực kỳ tiện lợi và đa tính năng. Rẽ phải. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Khi mà chúng ta bật ở cái chế độ màn hình như thế này thì camera vẫn ghi hình. Và bây giờ các bạn có thể chuẩn bị cách 550m giới hạn tốc độ 50 km/h. 600m nữa là tới đích thôi, mà chúng ta chỉ việc đi thẳng thôi. Ok. Và bây giờ các bạn bấm về cái menu giao diện chính đi. Đây chính là cái giao diện chính của WebVision N93X. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái giao diện này rất là thân thiện với người dùng và nó hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ở trong cái phần camera các bạn có thể thấy là cái đồng hồ nó đang chạy. Và như vậy là nó đang ghi hình cả trước cả sau và trong thẻ nhớ. Cứ khi nào xe khởi động thì nó sẽ ghi hình. Và khi mà chúng ta tắt máy thì nó cũng tắt chế độ ghi hình. Bây giờ chúng ta có thể xem từ xa qua điện thoại. Mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên này chúng ta sẽ bật cái màn hình cái phần mềm Casit này lên. Ok. Và chúng ta sẽ mở cái mục xem online. Có thể là mạng 3G nó sẽ hơi chậm đúng không ạ? Bây giờ mình bật thêm ở kia lên. Và chúng ta có thể để gần nhau. Đó, chúng ta có thể thấy là chúng ta dễ dàng xem được từ xa qua điện thoại di động. Giả sử như bây giờ chúng ta đang ngồi ở nhà, chúng ta có thể xem được từ xa, đồng thời nghe được cả người nói chuyện ở trong xe luôn. Với cái tốc độ truyền mạng mà mạnh thì xem rất là mượt. Đó, các bạn có thể thấy là qua cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ ngồi ở nhà và chúng ta xem được từ xa qua điện thoại di động, xem được cả xe di chuyển, xem được cả cam trước, cam sau. Bây giờ chúng ta có thể mở chúng ta mở xem cái định vị xem là ở trên đường như thế nào. Đây là đang xem trực tuyến rồi nhá. Rồi, và bây giờ muốn xem định vị đấy, chúng ta có thể thấy là xe đang ở vị trí nào luôn. Còn ở trên này là xem trực tuyến, ở dưới này là định vị. Ok, và bây giờ chúng ta mở cái phần mềm dẫn đường lên nhá. Bạn vừa đi trạch lộ trình đã định, điểm bắn tốc độ 60 km/h. Bạn mở cái phần mềm lên, Casit lên. Rẽ trái. Xem online. Mạng yếu đó. Ok, rẽ phải. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Đó, và đây chính là đài truyền hình. Chuẩn bị cách 400m rẽ trái.
bạn vừa đi chạch lộ trình đã định, điểm bắn tốc độ 50 km/h. Chuẩn bị cách 850m giới hạn tốc độ 60 km/h. Ok, và chúng ta đã tới cái đài truyền hình Việt Nam. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể dễ dàng xem được ở trên màn hình điện thoại là đây chính là cái cổng chính này, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nghe được cả âm thanh tiếng động thông qua điện thoại di động luôn này. Và chúng ta có thể bấm vào cái nút skip này để có thể nói lại. Nói lại đi. Alo. Nói to hơn và nói dài hơn một chút. Alo 1 2 3 4. Alo. À, đấy các bạn có thể thấy nó đã được phát ra N93X và nó phát ra loa của xe luôn. Ok, vừa rồi là mình test thử một số lộ trình cơ bản ở trên West Vision N93X. Thì với cái bài test này chúng ta có thể thấy là nó có rất nhiều chức năng. Ngoài ra còn nhiều chức năng khác bên em cũng chưa thể sâu hết ra được. Thì các bác có thể xem những cái clip trải nghiệm khác của bên em. Ok. Và các bạn quan tâm đến sản phẩm này vui lòng để lại số điện thoại và comment ở dưới clip này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.